Wow, chúng ta đang ở đâu đấy? Ôi không, trời ạ, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Mặc dù, đừng có hét nữa. Nhìn thì có cái gì đó thú vị ở đây này. Mary, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang muốn mở những chiếc hộp này chứ còn làm gì nữa. Trời ạ, tớ không biết có gì bên trong. Ê, nhìn kìa, có một cái gì đó khác. Ôi, chắc là trong cái hộp này có chìa khóa đấy. Không, tớ không chui vào đấy đâu. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, tớ sẽ phải lấy. Thôi được rồi, tớ phải lấy thôi. Ôi, có gì đó ướt ở trong đó. Chắc là nước thôi, cậu có thể làm được. Thôi được rồi. Ôi trời ạ, đây không phải chìa khóa, đây là con cá. Ôi, nó đẹp làm sao. Cần phải cho nó lại vào trong sớm. Nào, đây là chìa khóa. Ôi, nó đây rồi. Mary, cậu đang đứng gì vậy? Ra đến đây nào. Bây giờ chúng ta lấy được chìa khóa rồi, phải mở khóa chứ còn làm gì. Chúng ta cùng xem nhé. Cái gì? Trời ạ, bom. Bom sao? Ôi, sợ quá, phải làm gì bây giờ? Cần phải nghĩ. Tớ có một ý tưởng này. Mong là tớ đã lấy những thứ cần thiết. À, đây là những gì mình cần. Cậu biết cắt không? Cậu cắt đi. Thôi được rồi, để tớ thử nhá. Ôi, mong là nó sẽ không nổ. Tớ nghĩ là chắc là cái này vàng. Ôi, làm việc rồi. Ôi, mùi ghê quá. Trời ạ, không có hoạt động gì cả. Nhưng mà bây giờ tớ cũng sẽ cần cái này này. Ồ, cũng nghĩ ra hay đấy. Cho tớ với. Không. Ê, cậu biết gì không? Cậu có nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Cậu hãy đi lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, tớ dũng cảm. Tớ có thể làm được. Tớ tự hỏi đây là cái gì nhỉ? À, đó là gấu kẹo dẻo. Nhân tiện khá là ngon đấy. Tớ cần phải tìm thấy chìa khóa thật là nhanh thôi. Đây, nó đây rồi. Ôi, trời ạ, tớ không cố tình làm rơi đâu. Đây, Mia, mở két sắt đi. Ok, nhưng mà cậu sẽ tự mở đi. Kia kìa. À, ok. Ôi, trời ạ, cái gì vậy? Wow, bây giờ mặt tớ đầy kim tuyến rồi này. Tuyệt quá, có thể làm trang điểm rất là tuyệt vời. Ê, bây giờ không phải trang điểm đâu. Đến lúc cậu phải lấy chìa khóa rồi kia kìa. Thôi được rồi, ok. Tớ tự hỏi, có gì đang chạy thế này? Có lẽ khủng long. Hay là con cá sấu. Không, nó to quá. Hãy xem nó là cái gì nhá. Wow, tớ chưa bao giờ nhìn thấy con tắc cờ hoa thực sự ở đây. Nó thật là dễ thương. Có lẽ tớ sẽ để nó nghỉ yên. Tớ cần một cái chìa khóa. À, đây nó đây rồi. Đến lúc phải mở két xanh nhá. Ok, đến lúc rồi. Tớ tự hỏi, đây là cái gì đấy? Ôi, súng để tiền sao? Dùng như nào? Oh wow, có bao nhiêu là tiền này và tất cả là của tớ. Tớ cảm giác như mình là cô gái giàu nhất thế giới. Tuyệt quá. Mary, đưa tiền đây, đưa trả lại đây. Và còn cậu thì lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, nếu mà tớ ngó thì sao? Ê, tớ nhìn thấy rồi nhá. Thôi được rồi, tớ sẽ phải tự làm thôi. Bên trong có một cái gì đó sờ rất là hay nhá. Ôi, sờ như kiểu xốp ý. Ừ, đúng rồi. Ôi, và chìa khóa đây rồi. Yeah. Đến lúc phải mở két xanh rồi nhá. Ôi, dây. Chắc là cần phải kéo nó. Ồ, trời ạ, cái dây này. Gọi một đống các cái hạt Orbi này kéo nó nữa đi. Hay quá. Trời ạ, tớ là nữ hoàng thực sự của tất cả những cái Orbi. Hay quá. Ồ, hình như có chìa khóa mới. Đến lúc phải lấy nó rồi.
Tôi tự hỏi, đây là cái gì vậy? À, trời ạ, đây là run. Thôi được rồi, cần phải lấy chìa khóa càng sớm càng tốt thôi. Và không bao giờ sờ vào cái này. Ôi trời ơi, ghê quá, tớ nôn mất cứu. Ôi trời ạ, nó tự đi rồi. Bây giờ có thể mở cái két sắt màu hồng. Có gì ở đó vậy? Ôi trời ạ, bọt màu hồng sao? Ôi tớ nghĩ rất là vui đó. Ừ, bởi vì tớ có thể làm như này. Ôi vui thật đấy. Marie, bây giờ đến lượt cậu rồi đó. Ôi sau cái run này mình thấy rất là kinh dị đấy. Heo ơi, trời ạ, có một cái gì đó kinh khủng. Ôi nhưng mà cậu vẫn phải mở chìa khóa thôi, nên là lấy đi. Thôi được rồi. Trời ạ, đây là cái gì vậy? À, đó là mắt. Ừ đúng rồi, mắt. Mắt dẻo và rất là ngon. Ê cậu sao vậy? Đó chỉ là kẹo thôi. Cậu tìm chìa khóa đi. À nó đây rồi. Yeah. Sao? Đến lúc phải mở két sắt màu xanh rồi. Mia, tớ muốn cho cậu cơ hội này để nhấn nút. Ok, lấy rồi nhá. Ôi trời ạ, thật là ghê tởm, nhóc nhát quá. Thật là tuyệt vời khi đã tớ đã mấn. Không thì tớ cũng sẽ nhận được cái đó. Thôi được rồi, tớ lấy cái chìa khóa tiếp theo đây. Cái gì thế này? Eo ơi, trời ạ, tóc ghê quá. Ê, tại sao lại ném vào người tớ? Ôi, tớ không cố ý mà. Và cái chìa khóa ngu ngốc ở đâu rồi? À, nó đây rồi. Đến lúc phải mở két sắt đen tối nhất. Ê, trời ạ, cậu phải mở nó chứ. Mở đi. Ồ, hóa ra ở nơi đen tối nhất lại có những thứ ngon nhất. Mời cậu ăn bánh đó. Cảm ơn cậu. Ôi, ngon thật đấy. Ừ, ngon thật đấy. Ê, cậu có thể cho tớ thêm một cái mà. Ôi, xin lỗi nhá. Lần sau mong là có cái gì đó ngon. Để xem, chúng ta sẽ phải tìm nó thôi. Eo ơi, trời ạ, cái gì thế này? Hình như là trứng sống hay sao ấy. Ôi, chìa khóa đây rồi. Chúng ta sẽ xem ở két sắt nó sẽ có gì nhá. Cậu muốn mở không? Thôi được rồi, tớ đồng ý. Đùa thế thôi. Nào bọn đi ra đi. Tớ sẽ mở nó. Bởi vì tớ chắc chắn bên trong có cái gì đó ngon rồi. Ôi trời ạ, đây là lông gà mà. Ôi trời ạ, buồn cười quá. Ôi cậu giống như con gà con vậy. Chưa cái gì buồn cười hơn nhìn thấy. Thôi đừng có trêu rồi nữa. Cậu nên đi lấy chìa khóa cuối cùng đi. Ok, giờ sẽ đi lấy đây. Thôi được rồi, lần cuối cùng nhá. Trời ơi, đây là cái gì đây? Ha, trời ạ, đó là sâu. Ôi, tớ cần phải lấy chìa khóa. Ôi, tôi suýt tí ngất vì sợ. Hy vọng có thứ gì đó hay ho trong két sắt này. Khổ thân. Để xem nhá. Yeah, đây là chìa khóa tự do của chúng ta. Yeah, chúng ta vượt qua thử thách rồi. Thời gian để ra ngoài rồi. Yeah, tớ chúng ta đã làm được. Yeah. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Ồ, đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ồ, ngon làm sao. Ôi, đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếp. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Ôi, trời ạ. Cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Ồ, cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng.
Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Keo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Tại sao không? Giữ lấy này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi, tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu, nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. Giấy vệ sinh. Tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Ôi, đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Ôi, không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Xem nào. Bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhá. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tốt hơn cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, thì cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy.
Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại, nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia, vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu, trời ạ, tớ cháy rồi. Trời ạ, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào, bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ hết hết rồi, nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi. Chắc chắn là thành công rồi. Tất cả các anh hùng chúng ta đều rất là hạnh phúc. Và các bạn, những người xem, hy vọng các bạn cũng thích nó. Vào kênh của chúng tớ nhé, có rất nhiều thử thách khác. Và sẽ còn bao nhiêu nữa? Vì vậy hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đừng bỏ lỡ, hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất trên Barada. Bye bye!